Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với channel của mình. Hôm qua mới húp này, cứ nạp vô 2M đánh tiếp anh em ơi. Chuyển với con tài xỉu tiếp nha anh em. Soi cầu cái rồi. Hôm qua kiếm lãi đi chơi gậy banh nóc luôn anh em. Về bị cảm luôn anh em, mắc mưa bị cảm luôn. Hôm nay nạp 2M vô buồn quá anh em, nạp 2M vô đánh kiểu như ngày mà mình không chơi cảm thấy ngứa ngứa, nhưng mà ngứa ngứa vậy thôi, nhưng mà phải biết bình tĩnh nha, chứ mà máu quá nạp nhiều. Như ví dụ như mà hôm qua đi mình ăn 5M đi, thì bữa nay mình nạp 2M thôi đi, có gì mình thua, nếu như mình thua 2M thì mình còn lãi 3M, ngày mai mình chơi tiếp anh em. Mình phải tính cái đường hậu cho mình chứ, đúng không? Rồi khỏi phải nói nhiều, vô nha anh em. Xỉu luôn, bích xe xỉu 3 xị. 2M thì mình kiếm chút lúa tầm 2M rưỡi 3M là mình nghỉ được rồi, là ngủ ngủ là ngon luôn á anh em. Ui tài à, đây à, cầu 3. Cái này mình đánh tài tiếp nha anh em. Thấy ba tài một xỉu chắc là sẽ thêm một con tài nữa nha. Hôm qua đi chơi quá quá chị chơi anh em, bú anh em ơi, tài 11 nút luôn, bú theo cầu thôi anh em à. Nhiều khi nó đi 3 2 1 nha, nhưng mà cái này đánh xỉu luôn, xỉu 2 xị thôi. Mình đang sợ là nó ra cầu 3 2 1 nha anh em. Ui trả tiền luôn à, ui cay thế nhờ, đánh trễ quá anh em, không thôi là bú chén đó rồi, là được 5 5 xị rồi anh em. Đi 3 2 1 chắc luôn rồi anh em à, tài 2 xị 5 xị luôn anh em. Nếu như mà hấp chén này thì mình chốt tải luôn. Ui trả tiền nữa kìa, ui cay thế nhờ anh em. 2 chén ăn mà mình đánh mà đều trả tiền anh em, sao nhờ. Cái này mình đánh xỉu 5 xị, đi cầu 3 2 1 về 1 xỉu, thoải mái vô tư, mình còn lãi mà. Ui ui trả tiền luôn à, nó cho mình được có 300 mấy ngàn anh em. Ui này mình phải đánh sớm mới được anh em à, tài luôn 5 xị. Ừ, chưa gì mình đã lãi 5 xị anh em, hấp cái này là mình chốt lãi là được rồi. Ui trả tiền nữa kìa, ui hên 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 cày thế nha. 2 chén ăn của mình không thôi là mình ngưng là được rồi anh em, nó làm mình kiểu như máu lên hay sao á. Tài 4 xị. Ui trả tiền nữa kìa anh em, ôi cay thế nhờ, sao đó bữa nay bị gì vậy ta, ăn mà mình đang mất bình tĩnh anh em à. Xỉu 5 xị, nóng rồi,
ba bốn chén ăn mà không được ăn. Thôi húp luôn anh em ơi. À, ba mờ không thôi là mình chốt lãi sớm rồi đó anh em. Anh em thấy không, kiếm tiền cơm gạo thì dễ lắm anh em. Anh em đánh theo công thức, theo kiểu như là theo cầu, là biết cách bắt cầu nữa, là kiếm cơm gạo ngày 2 3 sỉ 5 sỉ là chuyện bình thường nha anh em. Anh em phải tính đường dài nha, 5 sỉ một ngày thì anh em cứ nghĩ đi, một ngày 5 sỉ là một tháng bao nhiêu rồi. Mình ăn ít mà mình no dai anh em à, chứ mà kiểu như mà bỏ vô hai củ mà đánh là 10 củ thì khó lắm anh em. Biết điểm dừng nha anh em. Thôi video tới đây thôi, hẹn gặp anh em vào bữa khác nha. Mình kiếm lại 1M là đêm nay mình ngủ ngon rồi.